Xin kính chào ngày mới quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày nắng hanh, đêm se lạnh vẫn là trạng thái thời tiết chính chi phối các tỉnh thành miền Bắc trong hôm nay. Lúc này trời quang mây, có nắng nhẹ và nhiệt độ ở ngưỡng từ 22 đến 23 độ. Thời tiết dễ chịu và thích hợp cho các hoạt động dân sinh vào ngày nghỉ cuối tuần của người dân trên khu vực. Nguyên nhân của trạng thái thời tiết này vẫn là do khối không khí lạnh và trường gió phân kỳ tạo ra. Do trời ít mây nên nắng xuất hiện từ sớm và nền nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn miền Bắc phổ biến ở ngưỡng là từ 32 đến 34 độ. Dự báo tình trạng nắng hanh này sẽ còn kéo dài liên tục ở các tỉnh thành miền Bắc sang cả những ngày đầu tháng 10. Ngày nắng nhiều là vậy nhưng đến đêm thì nhiệt độ lại nhanh chóng hạ xuống thấp. Tại các tỉnh vùng núi và trung du thì nhiệt độ ở ngưỡng là từ 17 đến 20 độ, trời rét nhẹ. Còn tại đồng bằng thì nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 22 đến 24 độ, cảm giác se se lạnh hiện rõ. Gió khô cũng tác động đến miền Trung, vì thế thời tiết sẽ có sự phân hóa giữa phần phía Bắc và phía Nam của khu vực đèo Hải Vân. Khu vực nửa phía Bắc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trời ít mưa, quang mây, còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì vẫn chịu tác động của gió đông nên có mưa rải rác vào tối đêm, còn ban ngày thì trời vẫn có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ, còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì nhiệt độ ở ngưỡng là từ 31 đến 33 độ. Điểm dừng chân cuối cùng là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Sự dịch chuyển xuống phía Nam của gió đông cũng làm gia tăng mưa ở khu vực này. Ban ngày trời vẫn có nắng nhiều với nhiệt độ trưa chiều ở Tây Nguyên sẽ dao động trong ngưỡng từ 28 đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 cho tới 33 độ. Đến chiều tối, mưa sẽ tăng lên dưới diện rải rác tại khu vực Nam Tây Nguyên, các tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng và hầu khắp khu vực Nam Bộ. Lưu ý ở khu vực miền Đông Nam Bộ thì còn xuất hiện những điểm có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Quý vị cần phải đề phòng tình trạng ngập úng, nhất là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Chuyển sang các thông tin thời tiết trên biển, trên các khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, thời tiết trong 24 giờ tới vẫn chưa có sự thay đổi. Trời ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, gió thịnh hành hướng Đông Bắc với cường độ trung bình. Thời tiết tốt nên không làm cản trở đến các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió thịnh hành hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ yếu. Tuy nhiên, tại khu vực ven biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau đến Kiên Giang vẫn có mưa rào và dông rải rác trong ngày. Quý vị và bà con khi lưu thông trên khu vực thì cần lưu ý. Như vậy, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng nhiều và khô hanh, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, còn Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Đến đây thì bản tin thời tiết sáng ngày 28 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.